Xin chào các bạn Chào mừng các bạn đã theo dõi video clip của chúng tôi Chúc các bạn bình an, vui vẻ, vạn sự cát tường Và sau đây mời các bạn cùng đón xem Tử vi tháng 8 âm lịch năm 2020 Của bạn tuổi Tuất Về phương diện sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe Và cẩm nang vượng vận Mời các bạn cùng theo dõi nhé Tử vi tháng 8 năm 2020 tuổi Tuất âm lịch. Bách Việt chủ đào hoa mang tới cơ hội chung đôi cho con giáp tuổi Tuất trong tháng 8 âm lịch. Người độc thân đừng từ chối những lời mời hẹn hò nữa, bạn hãy thử tìm hiểu đối phương xem sao, biết đâu đó lại là một người thú vị mà bạn mong chờ bao lâu nay. Trong công việc, người tuổi này làm việc chăm chỉ, cố gắng nhưng chưa chắc đã nhận được thành quả tương xứng nhưng đừng nản lòng công việc tưởng rằng đang trong tầm kiểm soát thì bị sai sót do ảnh hưởng của tương hại đặc biệt là vào nửa cuối tháng sẽ có dấu hiệu xuống dốc khá rõ ràng tình hình tài chính của con giáp tuổi tuất cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ mối quan hệ xã giao không thuận lợi bản mệnh thường phải chịu sự gièm pha cô lập của đồng nghiệp khó có thể hòa nhập với mọi người nên dễ phải gánh chịu áp lực tinh thần lớn làm việc không năng suất được như bình thường Thế nhưng bù lại thì tình cảm gia đình thêm phần gắn kết, mọi người hiểu và thông cảm cho cuộc sống của nhau. Trên phương diện tiền bạc, tuổi tuất phải chi tiêu khá nhiều cho các nhu cầu cuộc sống hoặc lễ lạt nên thường không mấy dư giả. Những người đã lập gia đình, gánh vác trách nhiệm trên vai cần học cách chi tiêu tiết kiệm hơn, không nên chi tiêu hoang phí cho sở thích cá nhân và những việc không cần thiết. Tử vi tháng 8 năm 2020 tuổi tuất âm lịch sự nghiệp, ảnh hưởng của tương hại nên có một vài sự cố cản trở bước tiến của bạn trong sự nghiệp nhưng bạn hãy tin rằng đó chỉ là thử thách và cũng là cơ hội để bạn thể hiện năng lực của mình tháng mới hoàn toàn không giống như những tháng trước đây đòi hỏi bạn phải tập trung cao độ hơn thường lệ đặc biệt là khi bạn đang trong giai đoạn hoàn tất một dự án dài hơi nào đó và những cảm nhận của bạn lúc này vô cùng tích cực giữa tháng bạn thấy mình có một chút vội vã hối hả nhưng điều này không đến mức làm ảnh hưởng phong cách vốn thấy của bạn có thể bạn sẽ bị thôi thúc bước thật nhanh nhưng không đến mức là phải vội vàng đến hấp tấp và rồi vấp té đâu nhé thiên cầu hung tinh cho thấy có người dồn ép bạn thực tế là bạn sẽ dễ chịu hơn rất nhiều và bạn tìm thấy rằng mình có thêm cơ hội phát huy tài năng của mình với tinh thần thoải mái Hãy chọn những nhiệm vụ mà bạn yêu thích còn phần còn lại thì để sau. Tử vi tháng 8 năm 2020 tuổi tuất âm lịch tài lộc. Chính tài hỗ trợ tiền bạc của con giáp tuổi tuất thời điểm này rồi giàu hơn, nhiều người đã tìm được cách gia tăng thu nhập, đảm bảo cuộc sống. Thậm chí những người kinh doanh đã tìm được hướng đi mở ra cơ hội làm ăn tốt hơn cho họ. Thế nhưng tháng trung thu này bạn phải mua sắm quá nhiều nên tiền giỏ gì đi không ít tốt nhất là đừng tìm những giải pháp mang tính tạm thời hãy giải quyết chúng triệt để trực diện nếu không bạn sẽ còn đau đầu dài hơn các vấn đề tài chính đòi hỏi bạn phải xử lý một cách chặt chẽ ổn thỏa vào cuối tháng vốn là con giáp thay đổi nhiều khi trưởng thành nên bạn cũng nên sắp xếp lại cuộc sống của mình phù hợp với tài chính hiện tại đừng nông nổi thích thể hiện mà mua những món đồ không đáng Hãy thẳng thắn, rõ ràng nhiều nhất có thể với bạn đời về tình hình tiền bạc hiện tại của gia đình, trong suốt quá trình diễn ra những tình huống mà đôi khi vì thế bạn cảm thấy đau đầu, liên quan đến việc chi tiêu, đầu tư. Tử vi tháng 8 năm 2020 tuổi tuất âm lịch tình duyên. Bách Việt chủ đào hoa mang tới cơ hội chung đôi cho con giáp tuổi tuất trong tháng 8 âm lịch. Người độc thân đừng từ chối những lời mời hẹn hò nữa, bạn hãy thử tìm hiểu đối phương xem sao, biết đâu đó lại là một người thú vị mà bạn mong chờ bao lâu nay. Có những cặp đôi trải qua cảm giác không dễ chịu cho lắm với, khi một số chướng ngại vẫn bất ngờ xuất hiện, hoặc một rắc rối tưởng chừng đã thuộc về quá khứ sẽ quay lại làm phiền đến bạn. Có nguy cơ xuất hiện người thứ ba xen vào tình cảm đôi lứa khi hai bạn giận dỗi nhau quá lâu của đang xa mặt cách lòng. Nếu yêu nhau thì nên tìm cách kéo khoảng cách lại gần nếu không nguy cơ chia ly rất cao. Tháng này có thể mang đến những trải nghiệm gắn kết với người thân. Hãy cố gắng đảm bảo rằng bạn có được những kết nối mạnh mẽ và chặt chẽ bởi vì khi bạn cần chúng, chúng thực sự đáng tin cậy. Những ngày cuối tuần là thời gian tuyệt vời để xây dựng các kết nối mới. Tử vi tháng 8 năm 2020 tuổi Tuất âm lịch sức khỏe ngũ hoàng nhậm cung chính nam cảnh báo mệnh chủ dễ gặp các vấn đề về sức khỏe liên quan đến máu huyết hay có bệnh ở mắt nếu có bệnh thì sớm đi chữa trị đừng để quá lâu thành bệnh mãn tính chữa khó khỏi bên cạnh đó nhiều người tuổi tuất giảm cân thành công nhờ chế độ ăn lành mạnh hợp lý thế nhưng với những ai cố tình giảm cân bằng việc bỏ bữa thì không có dấu hiệu nào thay đổi cả thậm chí có người vẫn tăng cân tháng này thời tiết hay thay đổi nên dễ bị cảm, sốt, bạn nên cố gắng tăng sức đề kháng bằng việc ăn nhiều rau, quả chứa nhiều vitamin C như chanh, cam, ổi, bưởi. Cẩm nang vượng vận. 1. Mậu tuất mộc, nam mộc đức, nữ thủy diệu. Khẩu quyết, một số tình huống giúp bạn nhận ra bộ mặt thật của người bạn từng thân thiết. Quý nhân, dậu, mùi tiểu nhân, hợi, dần màu sắc may mắn, nâu, trắng. 2 canh tuất kim, nam vân hán, nữ la hầu. Khẩu quyết, chớ nên so sánh cuộc đời hoàn mỹ của người khác với của mình. Quý nhân, mão, thân tiểu nhân, hợi, thìn màu sắc may mắn, tím, đỏ. Ba, nhâm tuất thủy, nam thủy diệu, nữ mộc đức. Khẩu quyết, không nên vội vàng đưa ra những quyết định đầu tư, kinh doanh. Quý nhân, tỵ, dậu tiểu nhân, thìn, mùi màu sắc may mắn, xám, tím. 4 giáp tuất hỏa nam mộc đức nữ thủy diệu khẩu quyết quyết định trong chuyện tình cảm không nên nghe theo những người thiếu kinh nghiệm quý nhân dậu mão tiểu nhân dần ngọ màu sắc may mắn xanh lá hồng năm bính tuất thổ nam vân hán nữ la hầu khẩu quyết cơ hội thay đổi sự nghiệp đi kèm với trở ngại mà bạn cần vượt qua quý nhân thân dậu tiểu nhân sửu mùi màu sắc may mắn trắng hồng cảm ơn các bạn đã theo dõi video